Xin chào tất cả các bạn. Chị đã quay trở lại để đồng hành cùng với chúng mình trong cái hành trình chinh phục những điểm số thật cao trong phần đọc hiểu đây. Các bạn ơi, chúng mình đã vào theo dõi phần phát trực tiếp chưa ngày hôm nay của chị chưa nhỉ? Xin chào Kem. Rồi, bạn nào vào học rồi thì mau chóng gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé. Buổi ngày hôm qua đang học hăng say thì lại mất điện, thế nên là hôm nay chị quay trở lại với chúng mình với những dạng câu hỏi tiếp theo của phần đọc hiểu. Và lưu ý, đây là những dạng câu hỏi khó, là những dạng câu hỏi ở mức độ vận dụng ý, mà sẽ dao động từ 1 điểm trở lên thì chúng mình sẽ trả lời như thế nào. Rồi, rất nhanh chóng đã có hơn 100 bạn vào xem rồi. Các bạn ơi, mau chóng vào học cùng với chị nhá. Rồi, ở đây là chúng ta đang học về phần đọc hiểu ạ. Và chị đang đồng hành cùng với chúng mình để tìm ra được cái cách trả lời làm sao mà các em có thể áp dụng được cho nhiều câu hỏi khác nhau. Bởi chị thấy là vẫn còn một cái băn khoăn của các bạn thi đại học, đó là trong phần đọc hiểu. Có nếu như phần nghị luận xã hội và phần nghị luận văn học là chúng mình có những cái phương pháp chung rồi này, có những công thức để chúng ta áp dụng được trong nhiều đề đúng không? Thế nhưng riêng với phần đọc hiểu, chẳng hiểu sao mà mấy cái câu vận dụng, mấy cái câu khó nhất thì lại chẳng có phương pháp gì cả. Hầu như là làm bài nào thì biết bài đấy thôi, phải không các bạn? Có phải là chúng mình kiểu làm bài nào là biết bài đấy thôi? Thì chị nghĩ rằng là vẫn có phương pháp đấy. Nên các bạn hãy ngồi lại đây và ghi lại giúp cho chị những phần phương pháp này nhá. Rồi, xin chào Kem. Hôm nay chị đã đọc được lác đác một số những bình luận rồi đây. Đúng rồi, tăng bạn bè của mình vào học nữa nhá. Hôm qua chị thấy là phần phát trực tiếp đó đã có rất nhiều bạn vào xem xong rồi ghi chép lại nữa. Thì hôm nay chúng mình tiếp tục đến với những dạng câu hỏi tiếp theo. Đố các bạn biết là chưa hôm qua chúng ta đã học về dạng câu hỏi nào rồi đấy. Đố các bạn biết, Kem còn nhớ không? Chúng ta tập trung vào những câu hỏi ở mức độ vận dụng. Thì trưa ngày hôm qua chị có hướng dẫn chúng mình trả lời dạng câu hỏi về gì nhỉ? Các bạn còn nhớ không? Đây, trưa ngày hôm qua thì chúng mình học trả lời dạng câu hỏi về bài học. Nghĩa là đề bài sẽ đưa ra câu hỏi là bài học ý nghĩa nhất anh chị rút ra được từ văn bản là gì? Hay là người ta sẽ hỏi là nội dung của câu thơ sau thì có ý nghĩa như thế nào với anh chị? Giống như trong cái đề minh họa của Bộ Giáo dục ấy. Đấy, thì chúng mình trả lời như thế nào? Chị có hướng dẫn chúng ta cách viết từng câu rồi này. Đó, đồng ý không? Các bạn còn nhớ không nhở? Các bạn còn nhớ không đấy? Chị thấy hôm qua các bạn chia sẻ nhiều lắm thì không biết là các bạn có nhớ không, hay là chia sẻ xong để đấy, mà bây giờ 2K4 để đấy thì không biết đến bao giờ mới học đây, đúng không nhá? Rồi, đồng ý. Thế thì bây giờ chị sẽ lại tiếp tục hướng dẫn các bạn những dạng tiếp theo. Các em ơi, còn dạng đề nào nữa nhở? Ở mức độ vận dụng, chúng mình hay gặp khó khăn ở đề bài dạng như thế nào nữa? Các em có thể là nêu ra một cái ví dụ giúp chị được không? Để xem là các bạn đã nắm được hết những cái dạng câu hỏi mà đề bài có thể đưa ra trong phần này chưa? Về phần đọc hiểu này này, mục tiêu là 3 điểm nhỉ? Mục tiêu 3 điểm thì chúng mình đang ở mức độ khoảng độ là 2 điểm rồi đấy. Đấy, thế thì còn cái câu vận dụng cuối cùng này, cái câu mà thường nằm ở câu số 3 hoặc câu số 4 thì chúng mình sẽ trả lời như thế nào đây? Ngoài cái dạng hôm qua chúng mình học về bài học ra ấy, thì chị thấy là còn những dạng như sau nữa này. Ví dụ, hôm nay chúng ta đến với dạng số 2 nhá. Đó là dạng câu hỏi về ý kiến của chúng mình đồng ý hay không đồng ý. Đồng ý chưa? Nhá, dạng câu hỏi về đồng ý hay không đồng ý. Và vì sao? Đấy, đồng ý chưa nào? Rồi, thế thì với dạng câu hỏi này chúng mình sẽ trả lời như thế nào? Trước tiên là các bạn hình dung giúp cho chị, đề bài sẽ hỏi là anh chị có đồng ý với ý kiến sau hay không? Vì sao? Đấy, đồng ý chưa? Nhá, dạng câu hỏi là kiểu như thế. Và cái ý kiến được đưa ra sẽ được trích ở trong chính cái ngữ liệu mà chúng ta được đọc trên phần đọc hiểu. Vậy thì, cách trả lời cho câu hỏi này như sau. Các bạn tập trung vào đây này. Trước tiên các bạn phải hiểu cho chị là câu hỏi này sẽ không có một đáp án cố định của Bộ Giáo dục trong đáp án chính thức ý, mà sẽ đưa ra như thế này. Đó là thí sinh đưa ra quan điểm và có cách lý giải thuyết phục. Nghĩa là em đồng ý cũng có điểm, em không đồng ý cũng có điểm. Quan trọng là em lý giải như thế nào. Và một khi đề bài đưa ra cái dạng câu hỏi này thì chắc chắn cái quan điểm mà đưa ra để chúng ta bàn luận ý, để đưa ra xem là chúng ta đồng ý hay không đồng ý, sẽ là một quan điểm đa chiều.
Nghĩa là nó vừa có cái tính đúng đắn nhưng nó cũng sẽ vừa có cái tính chưa hợp lý. Đấy, đồng ý chưa? Thế nên nhá, trước tiên là chị phải quán triệt để các bạn nắm được tinh thần là các bạn tự do đưa ra quan điểm của mình ở đây. Chứ chúng mình không nên có một cái suy nghĩ quy chụp là ôi cứ gặp cái dạng này thì tốt nhất là nên đồng ý. Đồng ý không? Chị nghĩ là cái hướng suy nghĩ đó không đúng đâu nhá, và nó khiến cho các bạn sẽ không được sáng tạo và chúng ta bị e dè trong cái câu trả lời của mình. Đấy, thế nên ở đây này, cách trả lời của chúng mình như sau. Vẫn với tiêu chí là viết đến đâu, được điểm đến đấy nhá. Vẫn với tiêu chí như thế, đồng ý chưa? Thì cái câu đầu tiên của các bạn, dạng này thì các em có thể trả lời dưới dạng đoạn văn cũng được, mà gạch đầu dòng cũng được, nhưng mà nên trả lời dưới dạng đoạn văn. Đồng ý chưa? Thế thì câu đầu tiên nhá, trả lời vào luôn, không cần phải dẫn dắt gì cả. Viết luôn cho chị câu số 1. Chúng mình khẳng định nhá, là tôi đồng ý hoặc tôi không đồng ý, hoặc bạn nào thích trả lời nước đôi là tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý. Nhá, với quan điểm, nếu như quan điểm ấy dài ấy, thì tốt nhất là các bạn cứ ghi là với quan điểm trên để đỡ mất thời gian trích lại nhá. Nhiều bạn thì cứ gọi là hơi cứng nhắc một chút là phải trích lại cái quan điểm ấy. Nhưng chị thấy là nếu quan điểm nó dài thì làm sao đủ thời gian chúng ta trích lại. Nên các bạn cứ trả lời ngắn gọn thôi. Và trả lời được câu này thôi là các bạn đã được ít nhất là 0,25 điểm rồi. Chưa cần biết là các em bàn luận phía dưới như thế nào, chưa cần biết chúng mình giải thích ra sao. Bởi vì trong câu hỏi của đề bài là hỏi ý kiến của chúng mình trước, đúng không? Nên là bây giờ các bạn khẳng định được cái quan điểm của mình là các bạn đã có điểm rồi. Đồng ý chưa nào? Thế nên là cố gắng nhá, viết từng câu từng chữ, và từng câu từng chữ ấy giúp cho chúng ta viết đến đâu được điểm đến đấy luôn. Và đây là một trong những cách trả lời nhá, chứ không phải, chứ đừng bạn nào tuyệt đối hóa rằng là chỉ được trả lời như thế này. Hiểu ý chị không? Ở đây chị gợi ý cho các bạn những cái cách trả lời để bạn nào vẫn còn mông lung ấy thì coi như là tìm ra được cái con đường để mình áp dụng trong đề thi, trong bài thi của mình. Đồng ý không? Đấy, thế thì câu đầu tiên các bạn cứ khẳng định cho chị là tôi đồng ý với quan điểm trên, hoặc tôi không đồng ý với quan điểm trên, hoặc tôi vừa đồng tình vừa không đồng tình với quan điểm trên. Chị thấy là xoay quanh cái dạng câu hỏi này nhiều ý kiến lắm. Có bạn cho rằng là tốt nhất là cứ nên đồng ý. Có bạn cho rằng là ôi tất nhiên là phải vừa đồng ý vừa không đồng ý rồi, bởi vì quan điểm vừa có tính đúng đắn vừa có tính chưa hợp lý mà. Thế nhưng mà chị khuyên chúng mình như thế này, chúng mình nên chọn một hướng thôi. Nên chọn một hướng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn vào cái đoạn sau đây này, các bạn sẽ thấy được cái lợi ích của việc là nên chọn đi theo một hướng nhá. Tiếp tục ạ, sau khi khẳng định xong, các bạn đi vào lý giải cho chị. Vì cái phần này mới quan trọng đây này, cái phần này mới khó đây này, đúng không? Thế phần lý giải này các bạn trả lời như thế nào? Vì, và câu đầu tiên sau chữ vì ấy, chị gọi đấy là câu số 2 trong cái đoạn văn của mình nhá. Đồng ý không? Thì các bạn sẽ giúp cho chị khái quát lại ý nghĩa của quan điểm. Hiểu chưa nào? Bởi vì là để mà em đồng ý hay em không đồng ý, hay là em có ý kiến gì đi chăng nữa, thì trước tiên là em phải hiểu đúng cái quan điểm đấy đã. Và kể cả là em đồng ý hay là ý kiến của em như thế nào, thì vẫn phải luôn có cái câu này giúp cho chị nhá. Vẫn luôn phải có một câu khái quát lại ý nghĩa quan điểm đó. Nó sẽ giống như là phần giải thích của chúng ta trong câu nghị luận xã hội ý, nhưng mà viết trong vòng một câu thôi giúp cho chị nhá. Viết trong vòng một câu thôi, với cấu trúc là vì quan điểm trên đã khẳng định, hoặc là ý kiến trên, hoặc là nhận định trên, hoặc là câu thơ trên nhá, đã khẳng định, và các bạn nêu ra ý nghĩa của cái quan điểm ấy. Cấu trúc viết nhá, đồng ý chưa? Cấu trúc viết đấy. Đấy, chỉ cần thay thế vào đây ý nghĩa của quan điểm thôi. Và viết ngắn gọn, viết đúng, viết trúng luôn, chứ không phải cố bôi ra cho dài ở trong câu này nhá. Lưu ý cho chị điều đấy, đồng ý chưa nào? Đấy, sau khi mà các bạn khái quát được ý nghĩa của quan điểm rồi, tiếp tục ạ, bây giờ này, bây giờ chúng ta sẽ có khoảng độ 2 đến 3 câu từ câu số 3 nhá. Đồng ý chưa nào? Nhá. Thế thì câu này các bạn có thể là viết trong vòng một câu, viết trong vòng một câu
hoặc là viết trong vòng 2 câu hoặc là viết trong vòng 3 câu. Đấy, cộng thêm câu số 5 đi chẳng hạn. Sẽ là phần mà chúng ta bình luận. Đồng ý chưa? Sẽ là phần chúng ta bình luận nhá. Nếu như mà em đồng ý với ý kiến ý, thì em bình luận về tính đúng đắn của quan điểm. Đồng ý chưa? Nhá. Hoặc nếu như mà em không đồng ý thì em chỉ tập trung bàn luận về cái tính chưa hợp lý của quan điểm thôi. Còn nếu như em vừa đồng ý vừa không đồng ý thì em phải làm cả hai cái nội dung này ở đây cho chị. Đồng ý chưa? Đấy, các bạn đã thấy chưa? Nếu như chúng ta đi theo cái hướng nước đôi nhá, là các bạn sẽ mất thêm thời gian. Đúng không? Sẽ mất thêm thời gian. Trong khi số điểm tối đa thì vẫn là như vậy. Đấy, thế nên rằng chị mới khuyên là chúng ta nên đi theo một hướng thôi. Đấy là lời khuyên của chị nhá, chứ không phải là bắt buộc. Các bạn vẫn hoàn toàn có thể thoải mái đi theo cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà ở đây là dựa trên kinh nghiệm chấm này và cả cái cách làm của các bạn để làm sao tiết kiệm thời gian nữa, thì chị khuyên là chúng mình nên đi theo một hướng thôi. Hoặc là đồng ý, hoặc là không đồng ý. Bởi vì là không có hướng nào sai ở đây cả. Câu trả lời này không có câu trả lời đúng và sai, chỉ có câu trả lời thuyết phục hay không thôi. Đúng không? Đấy, thế nên là các bạn có thể nhìn vào đây để biết được rằng là lựa chọn đi theo hướng nào sẽ là tốt nhất với mình. Đồng ý không? Thế thì những cái câu bình luận này nhá, các bạn viết sẽ tương tự như trong câu nghị luận xã hội ý, thế nhưng mà viết ngắn gọn thôi, trong vòng 2 đến 3 câu giúp cho chị thôi. Còn chỗ này thì chị không thể nào đưa ra công thức được, bởi vì tùy theo quan điểm đề bài đưa ra là gì và tùy theo cái gọi là tri thức cuộc sống của các bạn, cái trải nghiệm cuộc sống của chúng mình nhá. Đồng ý chưa? Đấy, chị chỉ khuyên là nếu như các bạn đã chọn đi theo một hướng rồi thì hãy cứ tự tin đi theo hướng đấy. Chị biết là có nhiều bạn nhá, gọi là cái quyết định của mình nó không được vững đâu, dễ lung lay lắm. Mặc dù đã đồng ý với quan điểm rồi, khẳng định là đồng ý rồi, thế nhưng trong lúc bàn luận cơ lại cứ thấy nó sai sai, lại cứ sợ rằng là mình viết như thế chắc không đúng đâu, thế là lại phải bàn luận thêm về cái tính chưa hợp lý của nó nữa. Thế là thành ra cái phần bàn luận của mình nó không chặt chẽ gì cả. Đồng ý chưa? Một khi em đã đồng ý rồi thì em cứ đi theo những cái tính đúng đắn của quan điểm ấy mà nêu ra thôi. Không cần phải sợ nhá, không cần phải sợ. Rồi, đấy. Thế thì sau khoảng độ 2 đến 3 câu em bình luận về tính đúng đắn xong, thì cuối cùng em chốt lại cho chị câu cuối nhá. Câu cuối. Câu cuối, chị xin lỗi, câu cuối. Đấy, câu cuối của cái đoạn văn của mình. Thì vậy, tóm lại là chúng ta cần làm gì? Và đưa ra bài học trong vòng một câu nhá, trong vòng một câu thôi. Đấy, bởi vì sao các bạn biết không? Người ta hỏi chúng ta đồng ý hay không đồng ý vì sao? Cuối cùng là để biết được xem là bạn này có rút ra được một cái bài học tích cực áp dụng vào trong cuộc sống hay không. Đó là câu hỏi ở mức độ vận dụng mà. Nên là kiểm tra xem là các bạn có vận dụng được những cái kiến thức, những cái tri thức trong đoạn văn bản của phần đọc hiểu áp dụng vào trong cuộc sống hay là áp dụng khi mà chúng ta có cái góc nhìn về cuộc sống hay không. Thế nên rằng là khi mà em nêu về tính đúng đắn của quan điểm đấy xong, giúp cho chị một câu này nữa để cho cái đoạn văn của mình được trọn vẹn này. Tóm lại, đồng ý không? Tóm lại nhá. Tóm lại thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta nên làm gì? Đấy, từ cái ý nghĩa của quan điểm này và từ việc em đồng ý hay là em không đồng ý về quan điểm này. Hiểu ý chị không? Các bạn ơi, chúng mình hiểu ý chị không nào? Đấy, nó gần giống như một đoạn văn nghị luận xã hội thu nhỏ. Nhưng đừng vì thế mà các bạn phải cố trau chuốt hay là phải cố gọi là cố đầu tư quá nhiều thời gian vào câu này nhá. Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một câu hỏi đọc hiểu thôi và điểm số của nó chỉ bằng một nửa với câu nghị luận xã hội thôi. Nên là câu văn mà các bạn sử dụng trong đoạn văn này cứ làm sao thật là chặt chẽ, rõ ràng, rành mạch ra giúp chị là được. Dứt khoát ra giúp chị là được. Chứ đừng quá rườm rà trong phần này nhá. Vừa tốn thời gian mà vừa khiến cho đoạn văn của các bạn bị lủng củng, nó không thoát ý ấy. Đấy, hiểu ý chị chưa? Nhá. Thế nên là đây sẽ là cái lý do mà tại sao phần đọc hiểu sẽ không phải là cứ bạn nào viết dài thì được điểm cao đâu. Quan trọng là chúng ta viết đúng, viết cô đọng, viết xúc tích, rõ ràng, rành mạch và thuyết phục ở trong cái đoạn văn ấy của mình. Đồng ý với chị không nào? Nhá. Đấy.
Đúng rồi, chính xác. Đối với các bạn nhỏ 2K5 mà chúng ta đang theo dõi phần phát trực tiếp này thì các bạn cũng biết đấy, phần đọc hiểu là phần mà chúng ta đúng là làm bài nào thì biết bài đấy, làm đề nào thì biết đề đấy, nhưng suy cho cùng vẫn có phương pháp. Đúng không ạ? Suy cho cùng vẫn có phương pháp. Và có trong tay phương pháp thì các bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều cho những câu hỏi đọc hiểu đó. Không cần là sợ rằng là ôi đề này thì em thấy là làm dễ thì em được điểm cao, nhưng đề kia khó em lại không làm được. Đúng không? Có phương pháp thì chỉ cần gặp đúng cái dạng đề đấy thôi, các bạn áp dụng vào là các bạn trả lời được luôn. Nên là nếu như bạn nào muốn tìm hiểu kỹ về cái cách học đi theo phương pháp, áp dụng được cho nhiều dạng đề và được học xuyên suốt cả một năm, thì các bạn 2K5 có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học văn VIP và khóa học chất lượng cao cho các bạn 2K5 tới đây nhé. Đồng ý không nào? Đấy, chúng mình khởi động hành trình thôi. Khởi động hành trình thôi, các anh chị 2K4 sắp về đích rồi. Thì 2K5 khởi động hành trình thôi chứ còn đến bao giờ nữa, đúng không? Nhá, có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học chất lượng cao và khóa học văn VIP của các bạn 2K5 để học về tất cả những kiến thức cần thiết khi chúng mình đi thi. Và đây sẽ là một ví dụ để các bạn hiểu về phần phương pháp khi chúng ta học trong khóa học là như thế nào. Đồng ý với chị chưa nào? Đó, thì đây là dạng câu hỏi về đồng ý hoặc không đồng ý và lý giải vì sao nhá. Các bạn có gì thắc mắc không? Thật ra là các bạn thắc mắc là chị ở đây chị còn chưa đọc được bình luận của chúng mình cơ. Nên là sau buổi học này, nếu như có gì băn khoăn, các bạn có thể nhắn tin về cho chị nhá. Đồng ý chưa nào? Có thể nhắn tin về cho chị để được giải đáp chi tiết hơn. Và cố gắng là áp dụng những phương pháp này với cả những đề bài mà các bạn đã gặp. Hoặc là bây giờ các bạn đang luyện đề đúng không? Thế thì áp dụng phương pháp này vào trong những cái đề bài mà các bạn luyện đi, xem là có gặp khó khăn gì không. Chứ nghe như thế này các bạn có thể lúc nghe các bạn thấy ôi hay thế, hoặc là các bạn thấy ôi dễ thế. Thế nhưng mà chưa thực hành là chúng mình không quen đâu, đến lúc đi thi là không nhớ đâu. Nên là thực hành luôn giúp cho chị nhá. Thực hành luôn giúp cho chị cái những cái bước như thế này vào trong những đề mà các bạn đang luyện. Đồng ý không? Rồi, ok nhá. Đấy là dạng về đồng ý hoặc không đồng ý này, lý giải lý do vì sao. Còn dạng đề nào nữa không nhỉ? Còn dạng đề nào nữa không nhỉ? Chị thấy là ấy, với cái câu hỏi phần đọc hiểu ở mức độ vận dụng thì có rất rất nhiều những dạng câu hỏi và có rất nhiều những cách ra câu hỏi. Chứ không thể nào là có 1, 2, 3 cách đâu. Bởi vì đã là vận dụng mà nên là đa dạng lắm. Nên là các bạn cứ nắm cho chị một cái suy nghĩ như thế này. Đó là đề bài sẽ kiểm tra xem chúng ta hiểu về cái nội dung trong văn bản ấy như thế nào. Và chúng ta rút ra được những cái quan điểm gì, những cái suy nghĩ gì cho cuộc sống của mình, cho cuộc sống của mọi người. Đấy sẽ là mục tiêu của những câu hỏi vận dụng. Và về cách trình bày và cách trả lời thì cứ đi theo những cái tiêu chí như sau. Trả lời đủ, trả lời đúng, trả lời trúng, rõ ràng, mạch lạc, không cần quá dài nhá. Phần đọc hiểu này đừng đi theo số lượng, đừng chạy theo dung lượng, đừng chạy theo số lượng, chạy theo chất lượng nha chị, theo đuổi chất lượng nha chị nhá. Ngắn cũng được nhưng mà đúng, trúng, thế là ổn. Đồng ý chưa? Và đặt mục tiêu 3 điểm nhá, đặt mục tiêu 3 điểm. Tiếp tục này, mặc dù là không có những cái dạng cụ thể đâu, không có những cái dạng để mà chúng ta học được hết đâu. Đấy, vẫn sẽ phải tùy thuộc theo đề bài, nhưng bên cạnh những dạng chị vừa hướng dẫn các bạn thì chị thấy còn một dạng nữa các bạn có thể chú ý ở đây nhá. Đó là dạng câu hỏi là anh chị hiểu như thế nào về quan điểm. Chị thấy là sau buổi học hôm qua có bạn đã hỏi về cái dạng đấy rồi đấy. Đấy là dạng mà anh chị hiểu như thế nào về quan điểm. Hoặc là về câu thơ, nói chung là cái quan điểm này có thể được trình bày bằng một câu văn hoặc là một câu thơ. Đấy, thậm chí bằng cả một đoạn luôn. Thế thì với dạng này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thật ra với dạng này thì nó sẽ giống như là phần giải thích trong câu nghị luận xã hội của chúng mình. Đúng không? Hiểu như thế nào mà? Hiểu như thế nào về quan điểm thì sẽ giống như là phần giải thích trong câu nghị luận xã hội đấy. Thế thì các bạn ơi, chúng ta có những cách giải thích nào? À, chúng mình có thể là đi theo hướng là giải thích theo từ khóa. Xem là trong cái quan điểm ấy có những từ khóa nào. Bởi vì là có một hình thức rất phổ biến với những bài học được đưa dưới dạng quan điểm hoặc câu thơ. Đấy là sử dụng hệ thống hình tượng, sử dụng biện pháp ẩn dụ ấy. Đấy, đồng ý chưa? Kiểu như là nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn, mà là thềm đá nâng bạn bước cao hơn.
Đó, thế thì lúc đó chúng ta phải giải thích ý nghĩa biểu tượng của tảng đá à, của đúng rồi, của tảng đá, của tảng đá và của thềm đá, đúng không? Tảng đá ở đây là để chỉ cái sự cản lối này, để chỉ cái sự khó khăn và khiến cho chúng ta không thể vượt qua được. Đó, thế nhưng mà thềm đá ở đây thì lại mang ý nghĩa biểu tượng như là một cái sự trợ giúp, như là một cái điểm tựa để giúp chúng ta phát triển hơn. Và nghịch cảnh được so sánh giống như là giống như là cái bậc thềm đá ấy, nghĩa rằng là câu văn đó hoặc là quan điểm đó đã khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của nghịch cảnh trong cái quá trình góp phần làm cho con người ta trưởng thành hơn và vững bước hơn trên con đường thành công. Đúng không? Đấy, thế nên là cách đầu tiên là chúng ta có thể giải thích theo từ khóa nhá. Nhưng mà nếu như nhận định ấy, quan điểm ấy không có những từ khóa như vậy thì sao? À, thì các bạn có thể đi theo cách thứ hai là chúng mình chia vế. Xem là quan điểm đó có thể chia thành mấy vế. Vế 1, vế 2, vế 3 là gì? Đấy, đúng không? Rồi chúng mình giải thích từng vế một. Nhưng giải thích gì thì giải thích, hiểu như thế nào thì hiểu. Cuối cùng các bạn phải có cho chị một câu tổng kết lại. Vậy chốt lại thì quan điểm này khuyên chúng ta làm gì? Quan điểm này đúng hay là sai? Hoặc là quan điểm này tích cực hay là tiêu cực? Đồng ý chưa? Phải có một câu chốt cho chị nhá. Đấy, câu chốt này có điểm đấy. Nên là chúng ta giải thích xong, chúng ta chốt lại. Vậy tóm lại chúng ta cần hiểu quan điểm này như sau. Đấy, hoặc là vậy tóm lại quan điểm này có ý nghĩa là bởi vì nhiều khi nếu như cái phần giải thích từng vế hoặc là từng từ khóa này của các bạn quá là rườm rà đi, thì cái câu chốt này sẽ là câu để cứu lại cái câu trả lời ấy. Đồng ý không? Câu chốt này sẽ là cái câu cứu lại. Thế nên là các bạn trả lời đầy đủ cho chị từng cái bước đấy nhá. Giải thích chi tiết cụ thể rồi thì chốt lại cho chị nội dung của quan điểm là gì. Giống như là một đoạn văn quy nạp ý, hoặc là chúng mình viết một đoạn văn tổng phân hợp cũng được. Cuối cùng phải có cho chị một câu chốt. Hiểu chưa? Đấy. Thì chị thấy là đấy là ba cái dạng phổ biến trong câu hỏi ở mức độ vận dụng của phần đọc hiểu trong đề thi của Bộ Giáo dục. Nên là chị mong rằng là với những cái cách làm như thế này, các bạn đã có cho mình những cách trả lời và ít ra là chúng ta có một cái hướng đi nhất định rồi, không còn mông lung nữa. Mong rằng là như vậy nhá. Đồng ý với chị không? Đấy, và qua hai buổi, buổi hôm qua và buổi hôm nay, chúng mình có ba cái dạng câu hỏi đọc hiểu. Thì các bạn nhớ là ghi chép lại này và phải áp dụng vào trong những đề bài chúng mình đã từng làm nhưng chưa làm được như thế, hay là áp dụng với những đề bài mà các bạn đang luyện tập nhá. Chắc là bây giờ bạn nào cũng đang luyện đề rồi. Các bạn trong khóa học 10 ngày của Văn Chị Hiên cũng sắp kết thúc phần kiến thức nền rồi, để bước sang phần phương pháp và luyện đề rồi. Ai cũng đang rất tăng tốc trong cái hành trình của mình. Nên các bạn ơi, bây giờ chỉ cần các bạn dừng lại thôi là các bạn sẽ bị tụt lại phía sau đấy. Nên cố gắng nhá. Có mệt đấy, có vất vả đấy, thế nhưng mà thành quả thì bao giờ cũng xứng đáng mà. Nên là cố gắng lên, các sĩ tử sắp thi đại học. Đồng ý chưa nào? Chị tin là các bạn với cái sự cố gắng này thì các bạn sẽ đến gần hơn với ước mơ của mình. Và kỳ thi này sẽ là kỳ thi mà các bạn sẽ luôn nhớ về nó, với tất cả cái sự tự hào, với tất cả cái niềm hãnh diện. Đồng ý không? Bởi vì chúng ta không có gì hối tiếc cả, đã cố gắng hết sức rồi. Thế thì nếu như mà với những phần phương pháp như thế này, với những cái lời chia sẻ của chị như thế này mà các bạn cảm thấy là dễ có thể áp dụng được, dễ nhớ và có thể trở thành hành trang cùng với các em bước vào phòng thi, thì không biết là tới đây các bạn có muốn chị tổ chức thêm một phần phát trực tiếp để hướng dẫn các bạn những cái cách viết cho câu nghị luận xã hội không? Nghĩa là chị sẽ không hướng dẫn các bạn phương pháp làm bài đâu, mà sẽ là tập trung vào cách diễn đạt. Kiểu như là phần mở đoạn ý, thì các em có thể áp dụng những cái công thức như thế này để cứu cánh trong lúc mà chúng ta không biết viết gì. Thì không biết là các bạn có muốn chị tổ chức thêm một phần phát trực tiếp như thế hay không? Hay là chúng mình sẽ tập trung tự ôn luyện nhá? Không biết ý kiến của các bạn như thế nào? Đồng ý không? Đấy, rồi, hãy để lại ý kiến của các bạn nhá. Và để lại mong muốn của chúng mình nữa. Bởi vì là Tiêu Học Văn Chị Hiên vẫn đang ở đây để đồng hành cùng với chúng mình. Đây là giai đoạn quan trọng. Thế nên rằng là chỉ cần là các bạn cố gắng chăm chỉ thôi thì mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng. Đồng ý không ạ? Và tất nhiên là tương lai sẽ hồi đáp lại với chúng mình những cái kết quả tốt nhất. Nên mong rằng là các bạn sẽ cố gắng thật là nhiều trong giai đoạn này và sớm đạt được cái mục tiêu của mình nhá. Bạn nào mà đang luyện đề thì mong rằng những đề cuối cùng các bạn sẽ đạt được số điểm như mong ước, và đề thi thật sẽ đạt được số điểm cứ như thế trở lên. Còn nếu như bạn nào chúng ta đang viết rất là tốt rồi thì nhớ giữ vững phong độ và giữ gìn sức khỏe thật là tốt để có được cái phong độ tốt nhất trong ngày thi tới đây.
Rồi, chị sẽ lắng nghe ý kiến của các bạn và sắp xếp thời gian để chia sẻ thêm cùng với chúng mình nếu các bạn muốn nhé. Còn phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay của chị sẽ kết thúc tại đây. Các bạn 2K5 nếu đang theo dõi phần phát trực tiếp này nhớ cho chị này. Nếu như các bạn muốn xuất phát sớm và học một cách kỹ lưỡng, đầy đủ, chi tiết và đặc biệt là hệ thống hóa được kiến thức cả phần phương pháp và cả phần cách viết nữa ấy, thì nhớ tham khảo thông tin về khóa học chất lượng cao cho các bạn 2K5 nhé. Để chúng mình xuất phát luôn và để chúng mình có một năm học thật là thành công, thật chăm chỉ và đạt được cái ước mơ của mình. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều và nếu có dịp thì sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Bye bye!